Xin chào các bạn. Khi thị trường cổ phiếu đi xuống thì bất động sản ở đây có điều gì? Bất động sản quanh khu vực này, quanh khu vực tôi đang đứng đây thì có cơ hội gì không? Rất là nhiều cơ hội. Bất động sản ở khu vực này là rất là tiềm năng trong giai đoạn tới. Khu vực này là khu vực phía Tây của thành phố Hà Nội và ở đây là tâm điểm của 10 đến 15 năm nữa. Thế vậy là cái cơ hội nào để chúng ta có thể tham gia được vào thị trường bất động sản ở đây không? Rất nhiều cơ hội và việc chúng ta là tìm thời điểm vào. Trong năm 2019 này thì thị trường tài chính giảm điểm và sẽ có rất là nhiều các cái miếng bất động sản nó sẽ giảm điểm theo, và đây là cơ hội dành cho những nhà đầu tư dài hạn. Có thể tìm ra được những miếng đất có giá thấp hơn giá thị trường. Vâng, và chúng ta mua nó và nắm giữ nó trong thời gian 10-15 năm sau thì đây là một cơ hội đầu tư vô cùng đem lại hiệu quả cao. Vậy làm thế nào để có tiền để cuối năm 2019, 2020 chúng ta có thể tham gia vào thị trường đầu tư bất động sản? Thì trong cái thời gian mà hơn một năm tới thị trường tài chính giảm điểm thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ các cái nhịp giảm từ thị trường thông qua phái sinh, thông qua đầu tư phái sinh. Vâng, sau đó kết thúc cái nhịp giảm điểm thị trường tài chính thì chúng ta có thể tìm kiếm những bất động sản tiềm năng có giá thấp. Vâng, có giá thấp, bởi vì lúc đó khi thị trường tài chính giảm điểm sâu thì làm cho thị trường bất động sản sẽ bị ảnh hưởng rất là mạnh. Thanh khoản sẽ sụt giảm, làm cho giá của bất động sản sẽ bị giảm đi, và đây là cơ hội cho chúng ta để có thể tham gia vào thị trường đầu tư, thị trường bất động sản. Vâng, để có được nhiều thông tin hơn, anh chị có thể tìm hướng video phía dưới video này để lại tìm đường link để thông tin, thì tôi có thể chia sẻ nhiều hơn nữa các kiến thức liên quan qua email. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý chị nhà đầu tư.